Liên quan đến vụ việc ba cha con treo cổ tự tử xảy ra vào trưa ngày 16 tháng 11 tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Tráng A Nam, 25 tuổi, người dân tộc Mông, cùng một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi. Lãnh đạo xã nhận định đây là vụ tự sát, không có dấu hiệu của án mạng. Ghi nhận vào chiều ngày 17 tháng 11 tại thôn Đoàn Kết, nơi anh Nam sinh sống, gia đình cùng chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục tang lễ, đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi quá bất ngờ của anh Nam và hai con khiến người thân trong gia đình, hàng xóm ai ai cũng đau xót, mẹ anh trở nên tiều tụy, suy sụp sau sự việc. Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn và ghen tuông của hai vợ chồng anh Nam. Có thể từ đấy dẫn đến việc anh Nam quyết định chết và các con phải đi theo, ông Dậu nói. Một chi tiết đặc biệt được dư luận quan tâm đó là trên tường nhà anh Nam xuất hiện nhiều dòng chữ nguệch ngoạc thể hiện những bức xúc của anh trước khi quyên sinh. Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận. Em à, mình đã từng có lời thề rằng một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống, vậy mà dám phản bội. Anh yêu em quên đi chính mình, như vậy cho hài lòng em. Kiếp sau nó tìm mẹ tốt hơn, em không trân trọng nó, em không trân trọng anh. Anh không sợ người, anh không sợ ma, anh sợ mỗi em. Ngày mà em nói không cần anh là ngày tận thế. Anh muốn chết một mình, nhưng anh không lo được cho con. Được biết, anh Nam trước giờ sống hòa đồng, nhưng có máu ghen tuông nên thường hay cãi nhau với vợ. Hồi nhỏ anh làm ruộng ở quê, lớn lên thì đi làm thuê quanh khu vực. Còn vợ làm đủ nghề, nhưng làm gì Nam cũng hay ghen và thường xuyên cãi nhau. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tích cực làm rõ.